Nga là nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới trong năm nay, khi cung cấp hơn 1 triệu thùng mỗi ngày trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 9. Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Ả Rập Xê Út là những điểm đến chính. Dù nhiên liệu của Nga không được cung cấp trực tiếp cho EU, nhưng các quốc gia nêu trên đã tái xuất khẩu sang châu Âu rất thành công với số lượng lớn dưới thương hiệu riêng của họ. Theo quyết định mới của chính phủ Liên bang Nga, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel cũng áp dụng với xăng, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 và không có ngày hết hạn cụ thể. Điều này không có nghĩa là mệnh lệnh sẽ không bị hủy bỏ, nhưng hiện tại tình hình đòi hỏi các biện pháp quan trọng và chính quyền đã sẵn sàng thực hiện mà không cần suy nghĩ về thời gian. Giá dầu diesel ở châu Âu đã tăng vọt trong bối cảnh lo ngại biện pháp nói trên từ Liên bang Nga sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu. Các nhà máy lọc dầu trên thế giới đang vật lộn để sản xuất đủ nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung dầu thô từ Nga và Ả Rập Xê Út, những nhà sản xuất lớn nhất trong tổ chức OPEC cộng bị hạn chế. Nghiêm trọng nhất là lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel được Nga đưa ra rất đột ngột và gần như không có dấu hiệu báo trước, khiến các nhà tiêu thụ lớn không kịp phản ứng bằng cách tích trữ. Bên cạnh đó, Nga cũng phải dè chừng phản ứng từ các khách hàng truyền thống, bởi họ có khả năng tìm nhà cung cấp khác khi thấy rằng Moscow không phải là đối tác mang tới sự ổn định lâu dài.